thay cái cao su chân máy mà mình lại đem qua đây sửa. Mà mình cái lý do là tại vì có thể xào chẻ được cái vụ hóa đơn này nọ để về mình kiếm thêm chút đỉnh, chứ dạo này thì làm thì cũng nhiều mà lương thì không có tăng. Xe này mới được 48-49 ngàn gì đó à, là cũng gần rồi. Nhưng mà tại vì chạy 3 năm không có rửa xe lần nào á. Này rửa gặp là chắc phải chừng 5 ký đất. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhớ chở mẹ. Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì Trường cùng với anh Đạt có mặt tại Vasio Tuning. Thì hiện tại tụi mình đang làm một chuyến hành trình đi đến Vasio Tuning để thay, hôm nay mình thay cái gì anh Đạt? Cao su chân máy. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ thay cao su chân máy. Lần trước thì mình đi một mình. Các bạn nhớ là cái video clip trước về chiếc Mercedes 400 Coupe không? Mình đi thay cái vỏ Run On Plus. Bị cấn bể cái mâm thì mình cũng khá là sợ, nhưng nên hôm nay mình đã quyết tâm nhờ anh Đạt đi cùng với mình, vì anh Đạt là một người có kinh nghiệm chơi xe lâu năm và đã tiếp xúc với xe rất là nhiều rồi. Nên hôm nay trong video clip này mình sẽ đi thay cục cao su chân máy cùng với anh BBM Trần Đạt. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay á mình đến một cái chỗ để sửa xe. Thì thật ra ở đây á là một cái xưởng chuyên độ xe hơn, làm xe đua nâng công suất rồi ray chip rồi remap này nọ. Nhưng mà lý do tại sao bữa nay mình thay cái cao su chân máy mà mình lại đem qua đây sửa mà mình không phải đem qua một cái gara khác, cái lý do là tại vì ở đây mình quen. Mình quen thì mình mới có thể xào chẻ được cái vụ hóa đơn này nọ để về mình kiếm thêm chút đỉnh, chứ dạo này thì làm thì cũng nhiều mà lương thì không có tăng nên kinh tế cũng khó khăn chút. Chứ thật ra chỗ này là chuyên độ xe hơn là chuyên sửa xe. Ok, vậy thì cao su chân máy là cái gì nè? Cái máy hoạt động là nó rung, đúng không? Cái máy mà nó nổ là nó rung. Rồi khi mà cái thí dụ như đây là cái máy, rồi đây là cái sườn xe để bắt cái máy vô. Mà cái máy này nó rung thì cái sườn xe nó sẽ rung theo, đúng không? Thì bây giờ cái máy bắt qua cái đây, mình có qua một cái bộ cao su chân máy. Thì lúc mà nó rung á thì nó rung cái cao su, còn cái sườn xe thì nó không rung. Hiểu chưa? Thì nó sẽ có mấy con ốc để nó bắt vô cái sườn, thì cái cao su chân máy là cái cao su để nó chịu cái con ốc đó. Cái máy của mình nó sẽ có cái độ rung lắc, nếu mà bắt thẳng vô cái sườn sắt luôn á thì nó không có cái độ đàn hồi, nó không có độ rung á, thì cái rung của cái máy nó sẽ truyền thẳng vô cái sườn xe thì làm cho xe nó không được êm ái. Thì mình phải có cái cao su đó xịn và còn tốt thì nó sẽ dập tắt được những cái rung động của cái máy, thì mình ngồi trong xe mình mới cảm thấy êm ái được. Okay. Bao lâu mình phải thay cái cao su một lần hả? Thông thường á, nếu mà trong điều kiện ở Việt Nam thì nó cũng hơi xấu hơn điều kiện nước ngoài tí, thì tầm khoảng 3 năm. Còn nếu mà đi mình đi nhiều á thì tính theo km thì nó tầm khoảng 60.000 tới 80.000 cây thì mình sẽ phải thay. Thì cao su chân máy của mẹ nó khác với cao su chân máy hiện tại khác không ạ? Hay là phải đi dây tình? Khác, mỗi xe nó mỗi khác thì nó xịn hơn, nó nói chung là nó của đất sản xuất nó mắc hơn. Chào các bạn, thì hiện tại chiếc Mercedes 250 của anh Duy Nguyễn hiện tại đã được đưa lên hệ thống nâng để chúng ta có thể thay cục chân máy. Như anh em thấy thì hiện tại thì nắp capo đã được mở lên. Ở đây là bên trong nội thất của chiếc máy móc của chiếc Mercedes 250. Nhưng mà riêng chiếc này là một trong những chiếc mà đi ít hơn cả chiếc Mercedes trắng sau này nữa. Wow. Hai anh mình đang tháo cao su chân máy. Anh có thể cho em coi cái cao su chân máy bên mình chút xíu được không ạ? Đây là hai cục cao su chân máy. À, đây là cao su mới đúng không anh? Đây là lớp cao su mới. Đây là cục mà mình đã bên là cục cũ nè. Đây là cục cũ, đây là cục zin của hãng. Đó, đây là cục zin của hãng nè. Thì đây, review của mẹ mới hơn đúng không? Ok. Anh bóc 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 thêm giùm em. Cái máy nó hơi nặng.
review vùng của bên Passion Tuning. Đây, đặt hai cái lại, hai cục cầu su chân máy. Theo anh em thấy thì cái mức độ hoàn thiện khá là tốt. Cao su chân máy này thì hiện tại bên mình đang thay với có giá là giá mình sẽ hỏi sau ha. Như anh em thấy thì cục cao su chân máy hiện tại là bên mình phải thay mấy cục vậy anh? Hai cục. Chân máy là mình có hai cục, còn hợp chân hợp số là có một cục. Rồi. Là ba cục. Vậy là mình phải thay ba cục cao su chân máy. Chân máy là mình có hai cục, hộp số là mình có một cục. Mình thay cái này phải mất bao lâu anh? Tùy theo xe nữa, xe dễ thì nhanh, còn xe khó thì phải làm sớm. Hiện tại thì mấy anh kỹ thuật đang sửa chữa cục cao su chân máy, như anh em đã giờ review có thể thấy được là cái cao su chân máy như thế nào. Xin chào tất cả các bạn. Ở đây là Passio Tuning. Thì chắc là ai mà dân mà chơi xe độ thì đều biết cái địa chỉ này. Bác Đức Ray Chip thì cũng là một KOL khá lớn của trong giới đua xe địa hình. Hiện tại bây giờ là 12 giờ hơn 12 giờ trưa thì là đang giờ nghỉ trưa nên thợ đang nghỉ, với lại cũng hơi vắng nên mình mới có thể đi phá bác Đức được chút. Ở xưởng này thì có đây cái dàn này là giá trị nhất. Đây là cái dàn dyno để mình giả lập mặt đường, giả lập điều kiện mặt đường mình chạy ngoài đường để mình lấy được tất cả các thông số của máy. Thì nếu mà như ngày xưa mà mình muốn lấy thông số máy thì mình phải chạy ngoài đường, thì nó cũng cái thứ nhất là mình không có thể chạy hết ga hết số được. Mình chạy hết ga hết số thì nó khá là nguy hiểm. Cái thứ hai là nó cũng cực. Tại vì mỗi lần chạy dyno thì đa phần cũng phải chạy 3 đến 4 tên. Nếu mà chạy ngoài đường thì khá là nguy hiểm ha. Nên mình có cái dàn dyno này là mình để xe lên xong rồi mình chạy làm hết ga hết số được. Là cái thứ nhất là mình lấy được hết tất cả các thông số của máy. Rồi mình biết được cái thông số của máy rồi, từ đó mình mới bắt đầu tinh chỉnh lại cái thông số của máy đó cho nó ngon nhất có thể. Đây, giờ anh em đang thấy đây là cái dàn dyno. Cái dàn dyno này là dàn dyno của Đức nè. Ok, và sau dàn dyno thì chúng ta có thể thấy được đây là một dàn màn hình hiển thị, cũng như là cái mình tạm gọi đó là main board, nơi tập trung cái xử lý hiển thị của thông số khi mà chúng ta tụ hợp được trên dàn dyno cùng với xe hơi. Ở đây có cái quạt. Cái quạt công suất lớn thì khi mà mình chạy ngoài đường mà mình chạy tốc độ cao thì nó có cái gió để mình vô máy á. Còn khi mà mình đậu đây, mình đậu một chỗ mình chạy thì nó không có gió, thì mình sẽ có cái quạt này để mình giống như là lạp gió cho cái máy. Ở đây thì có rất là nhiều ống tiếp. Có bô. Ống tiếp này là để làm bô. Ở đây người ta thay nhớt, người ta không có thay nhớt hãng bình thường, người ta thay cái loại nhớt gì. Nhớt này đạt hiệu suất cao hơn, với lại nhớt này á, là ở trên mạng ở ngay đây luôn nè, là có một bài test rồi, là thay cái nhớt này vô thôi là xe tăng được thêm mấy mã. Rồi, và cái nhớt này là cái độ bền của nó cũng tốt hơn nhớt thường. Thí dụ như nhớt thường đa phần là 5.000 cái số phải thay, hoặc là 7.000, hoặc là 7.500, 8.000, có loại tốt thì 10.000. Còn loại này thì nhà sản xuất công bố là được 20.000 mới phải thay nhớt. Nếu mà so cái giá 1 lít nhớt này với 1 lít nhớt thường thì giá nhớt này mắc hơn, nhưng mà nếu mà so về chi phí thì thật sự nhớt này cũng ngang ngửa với mấy nhớt khác thôi. Thì nói chung là xe dân mà dân chơi xe thì người ta sẽ không thay nhớt hãng, đó là điều chắc chắn. Nhớt hãng thì chỉ để cho chạy điều kiện bình thường thôi, còn nếu mà muốn cho nó ngon lành hay là muốn tốt hơn, xịn hơn thì chắc chắn phải xài một cái loại nhớt, gọi là mấy cái loại nhớt chuyên dụng hơn. Thì bây giờ là 12 giờ mấy đó, thì đợi người ta ăn cơm xong rồi bắt đầu là làm tới xe mình rồi. Ok, vậy thì sau khi ăn cơm thì mình sẽ nói chi tiết hơn về con Mekhe 205. Đây là một cục cao su trong xe mới tháo ra, là bây giờ nó lắc vậy nè. Gam rồi đúng không? Còn đây là một cục mới là nó cứng vậy nè. Rồi,
cũ với cục mới làm giống nhau á, nó không làm khác nhau hả? Sao khác nhau sao lắm rồi. Tưởng cục mới nó phải làm mẫu mã mới khác đeo nhau rồi chứ tự nhiên làm giống y chang à. Đây. Made in Germany. Germany là Đức không? Cục này đen thui như lùi rồi, hết thấy rồi. Cục này cũng khá là trong xe thì có hai cục này, tổng cộng là ba cục. Cục vậy không mấy triệu. Một cục mấy triệu. Ừ, cục mấy triệu. Đủ rồi. Hai ba cục. Đây hai cục. Cục này cũng vậy luôn. Cục này còn nặng hơn nữa. Này lúc mà mới lên đề máy xe lên cái ngồi trên xe cảm thấy nó đây đây là một bộ, đây là hai cục cũ đã tháo rồi, còn một cục nhỏ trên xe thì chưa tháo, bộ là gần ba cục. Bao lâu thường phải thay cục này lần anh? Tại nó dội, mấy cục này chạy nếu mà bảo quản bảo dưỡng tốt thì nó tầm được khoảng tầm 3 năm hoặc là 60.000 80.000. Wow. Xe mình đi chắc chưa được 50.000 quá. Xe này mới được 48-49.000 gì đó. À là cũng gần rồi. Nhưng mà tại vì chạy 3 năm không có rửa xe lần nào á. Ủa cái này liên quan đến rửa xe luôn hả? Rửa xe thì nó sạch thì rồi nó bảo dưỡng này nọ thì nó đỡ hư hơn chứ. 3 năm mà không có rửa xe nên nó mau hư hơn. Cao su mà thí dụ như nó dơ, nó dính cát này nọ thì nó sẽ mau hư. Còn thí dụ như mình bảo dưỡng rồi mình có xịt mấy cái hóa chất gì đó vô thì nó bền hơn được chút. Đây là cái gầm từ lúc mua tới giờ chưa bao giờ mà gọi là rửa gầm hết. Chưa bao giờ. Đúng rồi. Này rửa gầm ra chắc phải chừng 5 kg đất. Giờ mà đi rửa gầm cái là tăng được mấy mã lực tại vì nó nhẹ xe bớt. Anh ơi, đang sẵn lên cầu rồi, chút lên cao xíu nữa rửa sơ giùm em cái gầm được không? Tháo được cái chè rồi. À sợ nó vô dyno hả? Ủa chỗ rửa xe khác không rửa được ha? Hả? Chỗ rửa xe bình thường rửa gầm không được ha? Chỗ rửa xe bình thường cũng rửa được nhưng mà đang tháo ra thì rửa sạch hơn. À. Tại vì bình thường nó là có những cái miếng này đúng không? Xe là chưa. Hồi xưa ở đây chưa có dyno thì còn rửa gầm rồi, còn giờ gắn dàn dyno vô hết rửa gầm rồi. Rồi, dàn dyno là dàn này anh em. Như anh em nãy giờ coi video clip cũng biết dàn dyno rồi. Đây là dàn dyno để lấy thông số máy. Nếu mà bây giờ mình rửa gầm á thì nó sẽ vào dyno ảnh hưởng đến thiết bị. Chính vì vậy nha là sẽ không có rửa gầm. Anh coi còn gì hư không anh để thay kiếm tiền á. Anh kiếm giùm em coi còn gì hư không để thay nha. Rồi mấy cao su cà ngang đồ á. Người ta mà xe mà để đi công trình á là người ta sẽ mua mấy xe bán tải đồ hay là xe SUV gầm cao đồ người ta đi. Còn công ty nhà mình không có gì ngoài tiền hết á, nên mua chiếc cà xe đi công trình thôi. Giờ còn cái quận 7 đúng không? Ừ. Xe này có cửa hít không anh? Không có cửa hít. Rồi. Thôi nhưng mà hình như nó cũng hơi hít. Đây, nội thất của chiếc Mac E250 có một cái đồng hồ rất là nổi bật. Đồng hồ này mới mua là có luôn anh? Đúng rồi. Một Mac này các bạn, nhìn rất là sang trọng. Tắt nhạc á. Chiếc Mac E250 thì nó chỉ có, nó không được như chiếc S400 Coupe. Nó chỉ có khoảng một mặt màn hình thôi. Nhưng mà cái thiết kế nó rất là hài hòa và cân đối. Như các bạn thấy đây là nội thất từ trên xuống dưới, chất liệu hoàn thiện rất cao.
các option cơ bản như là ghế chỉnh điện là có hết đúng không? Đúng rồi, ghế điện bên đây bên đó. Đây, các bạn thấy là hai bên ghế chỉnh điện. Đây, khi mà các bạn gật gật ghế chỉnh điện nè. Đó, thì ghế sẽ lùi. Đó. Anh gật ghế chỉnh điện phát cho mọi người xem. Đây, ok. Đó. Lùi. Lùi. Rồi. Đây là vị trí nhớ ghế. Đây, nhớ ghế. Mình có khoảng 3 vị trí nhớ ghế. Thì khi nhớ ghế thì nó sẽ kết hợp là điều chỉnh vị trí của ghế và cũng như là điều chỉnh vô lăng. Đây cũng là một trong những cái rất là thú vị của Mac. Đây, đây cũng nhớ ghế nè. Nếu mà mình xem mình sẽ điều chỉnh nhớ ghế. Đó. Đó. Đây có 3 vị trí nhớ ghế và nó sẽ trở về vô lăng điện như các bạn sẽ review. À, mình sẽ có cái điều chỉnh lên xuống và tăng tiến tiến tới và lùi lại phía sau để phù hợp với cái người lái. Phải nói là cái này thì chắc là nhiều anh em cũng biết rồi, nhưng mà khi mà có vô lăng điện thì nó cũng rất là thoải mái cho việc chúng ta mà lái xe trên đường và phù hợp với nhiều. Wow. Tắt và khởi động máy lại được không anh? Cảm giác như nó lúc mới khởi động mới quan trọng, lúc mới khởi động. Ok. Đó, cái cảm giác nó nhẹ hơn đúng không? Đúng rồi, khi các bạn khởi động á, khi mà cao su trong máy nó quá cũ rồi, cảm giác cái lần khởi động đầu tiên nó khá là giật. Quan trọng khi mà anh đạt cảm nhận của cái bèo bèo bèo. Thế sao anh? Nói chung là đã hơn pha điêu. Đã đã hơn pha điêu thì đương nhiên rồi. Sợ khác gì so với ơi. Kiểu gì anh? Sợ quá. Quá sợ. Cắt nhờ vậy cắt. Sợ như lúc tăng tốc khi mà mình chưa có cục cao su chân máy thì anh thấy sao? Nó bị rần hơn, còn giờ nó không rần. Không xe, rần. Xe này cũng có chế độ S giống như cái clip bữa của sếp nè. Chế độ S nè. Chế độ S các bạn có thể thấy là chế độ Sport đúng không anh? Sport. Nó sẽ không như chế độ L, chế độ M tiết kiệm nhiên liệu. Mình chưa tìm hiểu nhưng mà mình nghĩ là chế độ S thì khá là cảm giác khá là rõ khi mà chúng ta kích hoạt chế độ S. Nói chung quay lại trả tiền được rồi. Em đúng không anh? Xài được đúng không? Đó. Nhưng mà nhiều lần này thì anh em đã thấy thì mà anh em tụi mình đi thay thì có vẻ như là cái ở cái gara này thì nó là tốt hơn và nó không có sự cố gì xảy ra cả, và sau khi mà tụi mình test thì nó cũng rất là tuyệt vời. Trước có con Mac A35 đẹp quá. Đây, AMG A35 quá là đẹp. Rồi, video của chúng mình chắc đến đây là xin tạm dừng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video tụi mình. Chúc các bạn sức khỏe và đừng quên subscribe kênh YouTube Thể Hình Online các bạn nha. Chào các bạn đi anh em. Hello. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.